Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này em xin phép là giới thiệu cho anh chị một chiếc Toyota Vios, một chiếc xe đã quá thân thuộc với cả em giới thiệu rất nhiều ở trên kênh của em. Và thời điểm này thời điểm gần Tết rồi, nên là nếu anh chị nào vẫn còn đang tham khảo một số dòng xe được giảm thuế mà có xe đi trước Tết thì đây là một chiếc Toyota Vios bên em vừa mới về. Thì từ giờ đến Tết thì chắc cũng chỉ còn một vài xe thôi và màu sắc ấy. Nên là anh chị nào cần em tư vấn thêm về cái lịch xe thì quan trọng là cái lịch xe anh chị ạ, là lấy xe đi trước Tết và có cái giá nó hợp lý ấy, thì gọi điện giúp em. Giá xe Toyota Vios, nếu anh chị nào chưa biết thì em sẽ giới thiệu sơ bộ về dòng xe Toyota Vios. Thì được lắp ráp tại Việt Nam và phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Phiên bản trước mặt chúng ta đây là phiên bản 1.5G, có giá niêm yết là 1.581 triệu. Phiên bản thứ hai, phiên bản 1.5e CVT là bản số tự động tiêu chuẩn ý, có giá niêm yết là 1.531 triệu, và phiên bản số sàn là 478 triệu. Thì lần lượt các phiên bản hiện tại thì bên em đang hỗ trợ xe trả góp lên đến 90% giá trị xe, tùy theo là cái mức chứng minh tài chính của anh chị. Thì để cụ thể hơn về cái thủ tục hay là cái lãi suất như thế nào, anh chị gọi điện cho em qua số online ở trên màn hình và em sẽ gửi cho anh chị cái bản tính để anh chị cân đối được cái tài chính của mình nó cụ thể nhất. Thì sau đây thì em sẽ phép giới thiệu về cái chính sách bán hàng trước Tết cho anh chị. Là bản 1.5G trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 581, hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 15 triệu tiền mặt và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và là phiên bản E thì hiện tại E số tự động hiện tại bên em là đang hết mất xe rồi, không còn xe trước Tết nữa. Và phiên bản E số sàn có giá niêm yết là 478 triệu, và hiện tại đang tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu và giảm cho anh chị 10 triệu tiền mặt. Hiện tại ở trước mặt chúng ta đây là phiên bản G màu trắng ngọc trai, nên là tất cả theo cái truyền thống của Toyota thì tất cả các màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn các màu khác 8 đến 11 triệu. Cụ thể là ở dòng xe Vios thì tất cả các màu phiên bản thì màu xe trắng ngọc trai sẽ cao hơn màu khác 8 triệu. Vừa rồi thì em giới thiệu sơ bộ cho anh chị về cái dòng xe, thông tin về xe cũng như là thông tin trả góp. Anh chị nào cần em hỗ trợ thêm cái thông tin gì về xe Vios cũng như các dòng xe khác thì có thể là liên hệ với em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn anh chị và các bạn ở video tiếp theo.